trong mình nó không được khỏe cái rồi uống thuốc vô đỡ rồi. Dạ. Vậy thì mua thuốc để sẵn ở nhà đó. Dạ. Mượn em cháu này nó đi mua chợ nó mua giùm. Dạ, vậy rồi hồi xưa sao không sanh được con hả gì hả? Không có sanh. À, không có sanh được hả? Ở tới năm 60 năm mà ông chồng mới chết. Dạ. Ở năm 60 năm không sinh được đứa nào. Vậy thì cũng hên, không biết lấy đâu ra đứa con nuôi ha, ai cho vậy? Người ta cho. À, thưa quý vị, giờ đây thì Tuấn Vĩ lại hành trình lên xã Định Yên của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để ghi lại hình ảnh cũng như là giúp đỡ hai cụ già neo đơn. Một bà nuôi một cụ, quý vị. Tuấn Vĩ nghe tin báo thì là có một bà già khoảng chừng ngoài 70 tuổi nuôi mẹ già ngoài 100 tuổi. Và khi còn trẻ thì còn làm ra tiền để mà nuôi thân. Còn bây giờ thì đã lớn tuổi rồi nhưng lại không có thu nhập gì, nên là không có con cái, không có ai chăm nom hết, chỉ có một bà nuôi một cụ thôi. Vì lẽ đó mà Tuấn Vĩ nghe được cái tin này thì Tuấn Vĩ rất là ưu tiên, cho dù nó cũng hơi xa xôi nhưng mà Tuấn Vĩ sẽ đi đến để hỗ trợ bà và cụ. Thì nghe đâu khi còn trẻ đó thì bà cũng xin nuôi một đứa con nuôi, nhưng sau đó thì đứa con nuôi đó nó lấy chồng và gia đình cũng nghèo khó nên là cũng không có giúp đỡ được gì hai bà và cụ. Nghe hàng xóm báo tin thì chỉ có hàng xóm lâu lâu người ta, ai có điều kiện thì người ta đến người ta cho ít gạo đó, người ta cho gạo ăn, rồi là người ta cho nước mắm rồi muối rồi này kia đó, thì chứ còn hai cụ thì không có thu nhập gì cả. Vì lẽ đó mà Tuấn Vĩ nghe vậy cũng cảm thấy xót, bởi vì cụ già thì không có điều kiện để mà tự lo cho bản thân mình, không có thu nhập gì. Nên là giờ đây thì xin mời quý vị theo chân Tuấn Vĩ để tìm hiểu và xem câu chuyện bà già 70 nuôi cụ già hơn 100 tuổi như quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ. Đây là nhà của hai bà đó ha, hai bà cụ đó ha. Dạ. Rồi vô đi anh. Ờ, đi đâu cả? Ồ, cụ nằm đây đó ha. Cụ nằm đây là cụ hơn 100 tuổi rồi đó ha. Dạ, 301 tuổi rồi đó. Trời ơi, 101 rồi, không biết là sao mà không ai mặc áo này kia cho bà hết trơn vậy nè. Còn bà cụ 80 tuổi để em kêu bác cho bà đâu rồi. Dạ. Rồi, tội nghiệp không? Đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, là giờ đây thì nhận được cái tin báo của hàng xóm đây thì Tuấn Vĩ đã có mặt tại xã Định Yên. Đúng hả? Nực quá, chắc nực quá rồi bà. Nực quá rồi bà ấy, bà cởi đồ đó luôn. Chắc là bật đèn. Bà cụ đi đâu không biết nữa. Bật bên đó rồi. Bấm cái đèn bên đó. Chắc là tắt cầu dao rồi. Thôi được rồi, để chủ nhà về đấy rồi tính. Mấy bà đi đâu à? Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tuấn Vĩ đang có mặt tại xã Định Yên theo như cái lời kêu gọi của quần chúng nhân dân. Hình như chủ nhà về đây rồi. Dạ. Ồ, không phải. Ủa bà đi đâu anh? Đây kêu mua đồ ăn. Mượn cái chị mà đi kiếm giùm, bà đi mua đồ ăn hay gì á. Ủa hồi nãy vậy rồi anh không có báo hả? Hồi nãy em vô đây anh không có báo với chủ nhà hả? Không có báo. Dạ. Cũng như cho anh đi vô luôn, thẳng luôn cho báo như vậy. Dạ, nhưng mà có một cái là đôi khi sợ đi đâu đó anh, rồi báo chủ nhà để bà, chủ nhà ở nhà đó. Bà không đi đâu chân á, bà đâu có đi đâu bỏ bà cụ đó được. Ừ. Hồi đó giờ là không có bỏ được đúng không anh? Ừ. Phải trông nom người kia. Như em với anh em đùi súng lại làm được cái vách đó đó, cái nhà tắm. Ừ. Trước thì cái vách nó một banh chành nó dột mưa. Dạ. Dạ, tội nghiệp. Vậy anh là hàng xóm đây anh hả?
À, nhà em ở ngoài đây chút hả? Dạ. Mà đường mấy bên kia. Dạ. Em đã về đó. Em với chị hai em với anh đồ. Dạ. Hùng lớn nó làm. Ờ, bà về đây rồi đó ha. Dạ. Dạ. Mua cá không? Vì tay chậm dữ vậy. Dạ. Chào bà đi đâu về đó? Đi trong ngõ về. À, vậy hả? Mua cá rồi, mua được cá chưa? Chưa. Ủa sao không mua? Không có bán. À, người ta không bán hả? À, rồi hên trời cho còn bà ngoài 80 còn đi được ha. Ờ. Mua bắt đèn trong nhà kìa. À. Con đâu biết chỗ nào đâu. Dạ. Ủa vậy thì gì là kinh tìm gì đó phải không? Tìm. À tìm, đúng rồi, hồi nãy con hỏi hàng xóm thì người hàng xóm người ta nói là gì là kinh tìm. Vậy thì mẹ có gì tìm là tên gì? Tên Thuần. Tên Thuần hả? Dạ. Dạ, ủa sao không mặc đồ mặc áo gì cho mẹ hết trơn vậy? Mẹ không có chịu mặc. Ủa không chịu mặc từ hồi nào đến giờ vậy đó hả? Nằm vậy đó cho nó mát rồi mới tắm rồi đó. À nằm cho nó mát. Trời ơi, năm nay vậy là bao nhiêu tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi gì? 102 tuổi. 102? Dạ. Dạ. Rồi dì thì là 8 mấy? 81. Dì 81. 81 tuổi Thìn á. Dạ, con 81 tuổi Thìn. Dạ, vậy dì ngồi ở ghế đi, dì ngồi ở ghế đi con hỏi thăm chút xíu coi. Đây nè, qua ngồi đây nè. Dạ dạ đây. Được rồi, dì ngồi đó đi. Đi. Dạ, ngồi dì ngồi đó. Thôi. Dạ, dì ngồi đây nè, ngồi đây mới có cụ đó con hỏi thăm chút xíu luôn. Dạ vậy rồi dì tìm là có con cái gì không? Có đứa gái mà có chồng ở dưới chợ một chút. À rồi con nghe hàng xóm nói là cái đứa con gái đó là con gái nuôi phải không dì? Nuôi. À con gái nuôi. Dạ. Vậy ngày xưa thì dì không có sinh không có sinh đẻ gì chăng? À rồi chồng tôi là chết rồi tới ba tôi chết nữa rồi có hai mẹ con đem về nuôi luôn. Dạ. À có hai mẹ con vậy thì chồng gì thì mất rồi. Rồi con thì không có sinh con. À. Vậy thì sinh đứa con nuôi về nuôi. À. Dạ, rồi lâu nay con nó có về thăm không? Có, hai ba bữa về. Là... Dạ, con lấy chồng gần đây không? Dưới chợ một chút hả? À dưới chợ một chút. Chợ à, à dạ. Rồi hơn rồi còn có đuối con nuôi để an ủi hay gì ha? Dạ. Dạ. Cũng lên xuống đâu cũng được. Dạ. Rồi bây giờ dì có làm gì ra tiền không? Không có làm gì hết. À, không có làm gì ra tiền vậy rồi làm sao sinh sống, lấy cái gì để sinh sống? Đi bữa chiếu mà bả gì đâu có đi được. Bữa chiếu con chiếc 500 ngàn, à. 500 bạc. Đi cột chiếu cho người ta hả? Cột chiếu rồi một ngày được 500 đồng hả? Được là 20-30. À 20-30. Ngày 20-30 ngàn vậy là cũng vừa đủ mua gạo thôi ha. Một chục thì 7 ngàn, 20 thì 14 ngàn. Cũng được. 20 lá. Dạ rồi lỡ mai này thì không có sức để cột nữa thì làm sao? Thì cũng anh em chị em đường cũng thấy vậy cũng giúp cho mình cũng được. Dạ. Cũng sống qua ngày. Rồi cũng cho gạo cho đồ này kia hay gì ha? Cho gạo để đó trong đó đó. Dạ người ta cho gạo rồi gì để đó. Rồi còn thức ăn này kia thì cũng mua với con gái đem lên. Dạ. Đem lên ăn 2-3 ngày cái hết nó đem lên nữa. Dạ. Chưa biết làm sao giờ. Vậy thì dì tìm thấy sức khỏe trong người sao có còn ổn không? Cũng đỡ đỡ mà có khi bệnh thì mới sớm ơi này nó trong mình nó không được khỏe cái rồi uống thuốc vô đỡ rồi. Dạ. Vậy thì mua thuốc để sẵn ở nhà đó. Dạ. Em cháu này nó đi mua chợ nó mua giùm. Dạ, vậy rồi hồi xưa sao không sanh được con hả gì hả? Không có sanh. À, không có sanh được hả? Ở tới năm 60 năm mà ông chồng mới chết. Dạ. Ở năm 60 năm không sinh được đứa nào? Không. Rồi mới chừng sinh nhỏ đó là hồi mới có đẻ 5-6 bữa gì tới giờ. Dạ. Bây giờ nó 40 mấy tuổi rồi. Dạ. Vậy thì cũng hên, không biết lấy đâu ra đứa con nuôi ha, ai cho vậy? Người ta cho. Dạ. Thì nó thương gì nhiều không? Cũng được. Dạ, cũng mình thương nó thì nó thương mình thôi gì ha? À, lấy chồng cũng nghèo hả? Dạ. Lấy chồng cũng không được khá hả gì? Không được khá, cũng dạ. Đủ ăn, đủ xài. Dạ. Dạ. Không biết hỏi thăm thì cụ còn biết... biết trả lời không ta? Đâu có biết nói gì đâu nữa. Vậy hả? Ừ. Bà ơi.
con tới thăm bà nè. Dạ, con tới thăm bà nè. Thăm má nè. Cảm ơn được coi. Dạ, con tên con là Tuấn Vĩ. Tên con là Tuấn Vĩ, con xuống thăm bà. Dạ, bà không biết con nhưng mà đại khái là con là làm bên đội thiện nguyện. Dạ, dạ, điếc không nghe ha. Dạ, thôi được rồi, để cụ nghỉ đi. Vì thêm ngồi có chiếu bạn dám trả chiếu. Dạ. Tiểu một chỗ rồi thành ra không ấy. Dạ. Thôi được rồi, để cụ nghỉ đi, vì tìm ngồi ở đây con trò chuyện chút xíu. Dạ. Dạ, thôi được rồi, vì tìm người ngoài này này, cho nó sáng chút xíu con hỏi chuyện một chút. Dạ, vì người đó đi. Dạ dạ dạ, hơi yếu rồi ha, đi rồi cũng không được dẫn nữa ha. Dạ. Rồi hôm nay con tới đó thì là thứ nhất là thăm hỏi sức khỏe của cụ, cũng nhờ cái anh hàng xóm đây kết nối. Dạ. Anh anh tên gì ta? Anh tên gì quên rồi. Anh Thu hả? Thu. Dạ. Cũng nhờ anh Thu kết nối nên là con mới biết cái hoàn cảnh của gia đình bác. Dạ. Thì nghe anh Thu trình bày thì con cũng hình dung ra được là sống cuộc sống neo đơn thì cũng rất là khổ, và con cũng nhận được hình ảnh của anh Thu gửi cho con. Dạ. Đó, thì hôm nay con vô thì thứ nhất là thăm hỏi gia đình của bác. Thứ hai nữa là con cũng gửi cho bác ít tiền của các mạnh thường quân đã nhờ con chuyển đến những cụ già neo đơn giống như gia đình mình. Dạ, dạ. Là hôm nay á, là con tới đây là thứ nhất là thăm hỏi gia đình. Dạ, thăm hỏi hai cụ neo đơn, con cũng nghe trình bày hoàn cảnh. Rồi con cũng xem được những cái hình ảnh đó ở trên điện thoại, khi mà trên Zalo, khi mà hàng xóm gửi tới cho con. Thì con cũng hiểu được cái cuộc sống neo đơn là không có người chăm sóc giống như hai cụ đây. Thì con cũng thay mặt cho một số mạnh thường quân, con xin gửi đến cho bác, là trước mắt là con gửi cho bác 3 triệu đồng. Dạ. 3 triệu đồng này á, thì là của 3 người. Thì con xin được đọc tên của 3 người đã gửi cho bác 3 triệu đồng này. Thì trước hết là sư cô Như Tiến là ở Tiền Giang là 1 triệu đồng, và chị Quỳnh Thị Lan 1 triệu đồng, và em Nhung Dũng Tàu là 1 triệu đồng. Đó, thì con trích ra cái số tiền quỹ của ba mạnh thường quân đó là được 3 triệu đồng. Dạ, con xin gửi cụ. Dạ. Thì cảm ơn chú. Cũng mong là số tiền ít ỏi này sẽ giúp được cho cụ là bớt đi phần nào nó khó khăn trong cái cuộc sống hiện tại. Dạ. Thì không biết nói gì hơn, là con xin chúc cho hai cụ sức khỏe. Dạ, là cố gắng. Dạ, rồi con chúc cụ sức khỏe nha. Thu cho nó biết chú. Ai ạ? Thu á, cho nó biết chú. Dạ, con là làm thiện nguyện. Thì ảnh nó coi ở trên mạng đó. Rồi ảnh thấy hoàn cảnh của cụ khó khăn vậy đó. Rồi ảnh kết nối với con. Rồi ảnh kết nối qua Zalo với con. Rồi ảnh gửi hình ảnh của gì của bà tới cho con. Thì con mới biết chứ con sao biết. Dạ. Dạ. Bây giờ là ở trên mạng đó cụ. Ở trên mạng là con hay làm thiện nguyện đó. Thì mấy ảnh biết, rồi mấy ảnh thấy bà khổ như vậy đó, thì mấy ảnh báo. Dạ. Chứ con cũng không biết, ở xa xôi này thật sự là con không thể nào mà con biết được. Nếu không có người báo thì con không có biết được. Gì biết được, ở trong này là cho biết. Dạ. Ở đây mà đi ra lỗ cũng là một cái vấn đề rồi. Dạ, hai. Cảm ơn chú rất là nhiều lắm nha. Dạ, dạ. Dạ, để không có gì. Thăm mấy dạ. Cô chú gửi là thăm mấy cô mà cho dạ. Nghe nói cũng cảm ơn, cũng khỏe vậy là cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Trong cái số con nói hồi nãy đó thì có một chị tên Lan. Chị Lan với nữa chú gửi lời về, chú nói giùm mấy cô đó, tôi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chị Lan rồi sư cô Như Tiến rồi có một em rất là hảo tâm ở Vũng Tàu là em Nhung. Dạ, cũng có gửi cho con một số quỹ để mà làm mấy cái chương trình này đó. Ví dụ như chú không có đi mà chú điện rồi, tôi cảm ơn bà cô rất nhiều. Dạ. Hai chồng chú nha. Dạ.
Dạ thôi dì giữ gìn sức khỏe nha dì nha. Dạ. Ngày xưa chắc cũng đẹp dữ lắm nè. Đẹp đâu đẹp, xấu chết. Còn cái hình ngày xưa không cho con coi cái được không? Không còn. Không có còn hả? Không có còn hình ngày xưa. Ngày xưa chắc cũng đẹp dữ thần lắm này mà không chịu sinh con gì hết trơn á. Thì cục ai biết đâu. Ông chồng tôi cũng mập ù vậy đó mà sao không có. À mập ù mà không có con hả? Đôi khi nghĩ chắc là cũng buồn ha gì ha. Buồn lắm. Rồi đâu cũng vài chục năm cái đi sinh nhỏ gì nuôi tận mà có khi mình bệnh hoạn rồi cũng có nói. Dạ. Nếu mình sinh còn nhỏ về mình nuôi. Dạ. Nó cũng là con của mình. Dạ. Mình cũng nhờ. Dạ. Chứ mình thương nó thương mình. Nó dạ. Cũng vì nghĩ hồi đó mẹ tôi nuôi tôi bây giờ tôi cũng nghĩ tình. Dạ. Nói chung thật ra thì con ruột á, thì cũng càng tốt, nhưng ngược lại không có con ruột thì coi như con nuôi thì mình nuôi nó thì nó cũng thương mình thôi. Thương mình dạ, không có sao, gọi là mỗi con người có một cái số đó, mỗi con người có một số phận. Dạ, vậy thôi con chúc sức khỏe bà nha. Thì nếu có dịp có duyên nữa thì con sẽ ghé thăm nữa. Dạ, 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 con chào bà. Dạ, dạ.